Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi đang được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức trên địa bàn tỉnh và mang đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình khó khăn, không may có con mắc bệnh tim bẩm sinh. Sáng sớm 23 tháng 7, mẹ con chị Phạm Thị Thắm từ Dĩ An đi xe ôm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để đăng ký chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh. Con gái chị vốn có tiền sử bị tim to. Gần đây con gái chị thường xuyên thấy mệt và khó thở, thế nhưng chị chưa đủ tiền để đưa con đi kiểm tra. Biết thông tin về chương trình, chị lập tức xin nghỉ làm một ngày để đưa con đi khám. Em đưa bé đi khám chương trình này thì em mong bé sẽ có điều kiện tốt quá để mà khám và chữa bệnh cho con ạ. Giống như mẹ con chị Thắm, chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí mang đến cơ hội, tia hy vọng cho rất nhiều gia đình ở Bình Dương. Có mặt ở khu vực khám, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị nhân văn cao cả mà chương trình đem lại. Hầu hết trẻ em đến khám đều ít nhiều có triệu chứng của bệnh tim. Nét lo âu, hồi hộp hiện rõ trên gương mặt người thân của trẻ. Với các trẻ được chẩn đoán mắc bệnh, bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ điều trị. Với những trẻ thuộc diện khó khăn, chương trình tài trợ chi phí phẫu thuật. Hôm nay lên bác sĩ nói là sau 7 tháng mổ em nghe em cũng lo mà được cái quỹ nó hỗ trợ thì em mừng lắm. Nhà em thì không có tiền nữa, rồi cái tính đợi tới lương á mới đi khám cho bé rồi thử rồi kết quả thế nào. Nó mới 3 tuổi mà nó cứ than mệt hoài á. Em cũng không biết là nó bị bệnh gì nữa. Nghe nó đi khám miễn phí là em mừng lắm. Chúng tôi cũng ý thức rất rằng là kinh doanh phải có trách nhiệm về xã hội. Và khi được tập đoàn đồng ý cho triển khai lần thứ hai tại Bình Dương thì chúng tôi đã làm một số cái kế hoạch triển khai sâu rộng. Ngoài các cái hoạt động mà truyền thống nhắn tin để bà con biết thì ở đây chúng tôi cũng cử gần 100 cán bộ nhân viên về theo phục vụ 2 ngày liên tục để đón tiếp hướng dẫn cho các cháu được một cách nhanh nhất. Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi do Viettel Bình Dương phối hợp cùng Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra trong hôm nay 23 tháng 7 và từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2022. Ở lần đầu tiên tổ chức tại Bình Dương, chương trình đã khám miễn phí hơn 1.700 trẻ và tài trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho 120 trẻ em.